Add em đi anh, em phải request anh mới add được nghe. Đâu request đi add cho anh, nhiều đồ chơi lắm mà con cái biết chơi đồ nào thôi, đâu thấy ai quen đâu, toàn là lạ không à. Xin quá trời luôn, nãy giờ mấy ngàn người xin kết bạn rồi bạn, nhưng mà nói thiệt không có chấp nhận nha, lạ quắc à, đâu biết ai đâu nè. Và cứ nó nhảy như số điện tử vậy đó, một chút nhảy nữa này nha, nó cứ nhảy kịch 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 nãy giờ quá trời. Ôi tiền tao vui cho má, khó hiểu nữa quá. Em request rồi anh, à Nguyễn Thanh Liêm phải không, hình như có chạy mất tiêu rồi, lại đi, đây đây có rồi, anh chấp nhận Nguyễn Thanh Liêm rồi nha, không biết sống có Thanh Liêm không nữa. Để kiếm cách nào xin vô thôi, để nó tát cái tên vô, từ từ bây giờ học học lại công nghệ mấy bạn. Bị xứng này sao mạng chậm gùa ta, dù có VIP rồi còn chậm nữa làm sao, mà chẳng nổi luôn. Nhớ anh quá à, nhớ không phát ơi, chào mấy bạn. Em nữa anh nè, đâu em có chưa, chưa thấy con Gô Trương, Gô Trương là chắc người quen thôi, chấp nhận luôn. Đức CR đây, Minh Hiếu đây, Tự Nhiên Thành không biết, Chân Dung Nguyễn không biết, gái vô thêm thêm đi, trong toàn trai không trời. Anh mà kết bạn trai nhiều quá, anh ta nói anh BD sao? Ủa sao? Follow win. Ủa xin vô chỗ nào ta? Trang Trần đâu? Đâu thấy Trang Trần đâu em? Nó nhảy như chứng khoán vậy bạn, vui bạn. Add friend em nữa, Quân Lữ đâu? Thế là quắc không à, tên lạ không anh không chấp nhận đâu. Trần Trần Việt Hoàng để cắt mát với Lenin, không biết phe nào nữa. Ông nội cắt tóc đi cho đẹp trai, mẹ nít kia tao lóc 7.000 đứa, nít tao lóc nữa trời, ăn rồi lóc miết vậy đó hả. Dạo này cô vào live không thấy gì, tối thui nghe tiếng không à, điện thoại cô bị hư rồi cô ơi. Nè gửi các bạn nó nhảy chứng khoán có thấy ai đâu, thấy Vui Quốc Bùi thôi, để cờ Việt Nam mà chấp nhận nha, không biết ai chứ thấy để cờ Việt Nam thấy yêu nước rồi đó. Ngu cư ngu ngữ không biết là quắc quá, để tên ngu nữ mà sao hình xăm thấy ghê vậy ba. Rồi Lê Đức Anh, một tên giống chủ tịch nước vậy. Không thấy, chưa thấy nó nhảy nha, nói chung đang ngồi chách luôn nè, nó nhảy tưng 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 vui lắm, ai muốn coi like qua bên đây nha. Gì nữa đây, ủa sao tối thui không thấy mặt gì anh, ai biết mấy bạn có thấy mặt không. Em đi anh Quân Lữ ai, cười trừ đâu có thấy tên mấy bạn đâu. Hay đây có Đặng Ngọc Diệp, ok confirm. Triều Thiên Dinh là quách, Nguyễn Hồng Khanh là ai vậy, Facebook anh bị gì hả. Cộng sản ba đời nè anh, cộng sản ba đời ghê vậy ba, cộng sản ba đời luôn hả anh Duy ơi. Sao bây giờ lại có một hội Đức Chúa Trời lộng hành quá, ai biết công an không bắt thì cứ làm thôi chứ sao tao anh biết được vụ đó em, chuyện đó chỉ công an lo chứ. Anh sao anh biết được chuyện đó hen. Rồi
không mở like bên kia hả anh, bên kia bị lóc bà nó rồi, mở sao được, mở được tao tạo thêm nick mới chi cho nó khổ vậy, hiểu không? Ủa ví dụ mình xin gọi video chỗ nào ta, không biết thí dụ như giờ anh lấy cái nick này anh đòi lên like chung với nick này thì sao ta, không biết cách chơi luôn, lâu không chơi này. Welcome back. Em thấy bộ lực 9895 quần què gì đó bực VL. Ủa anh cũng biết bộ lực đó, nó bộ lực gì mà quần què thấy ghê vậy mày? Anh Duy yêu nước không? Má hỏi bằng thừa. Không yêu nước mặc áo đỏ. Giờ này tao ghét nước tao mặc áo đen rồi ba. Lại coi lại cái. Trời nhảy quá trời nhảy luôn mà không quen ai hết trơn à. Này mà coi nó nhảy tưng 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 nãy giờ nó nhảy. Bạn nhìn nha, nó nhảy vui lắm. Đó. Chút nhảy nữa nè. Ăn ở tốt quá cũng bị lóc. Kệ nó nhầm nhò gì. Nó nhảy không, nó nhảy tưng tưng luôn mà đâu biết ai với ai đâu. Đó. Trời ơi. Anh cũng mặc áo, em cũng mặc áo đen nè, rồi rồi. Hoàng Phúc, Trương Quý, Phùng Khoa, gì Trần Quyền này. Em kìa accept đi, thấy ai đâu. Đâu thấy đâu, thấy mà xếp được chứ. Kết bạn đi idol ơi, có thấy đâu kết bạn, bạn vô bạn request đi rồi mình mới kết bạn được, mình đang duyệt luôn nè, mình đang ngồi mình duyệt nè. Kệ nó chừng 100 bạn thôi, livestream trăm của 1.000 bạn thôi, livestream 1.000 bạn coi được rồi, đông quá hỏi chạy chịu không nổi luôn. Chờ mấy ngày nay mới thấy anh like, mới tạo ạt hồi chiều mấy em. Không kết bạn là anh giận đó, anh đâu có xin kết bạn đâu, anh vô anh xin cái đi em chấp nhận chứ giờ em đâu có thấy đâu sao em chấp nhận được nè, đâu có thấy đâu. Cẩm Tiên Nguyễn, Cẩm Tiên Nguyễn hả, Cẩm Tiên Nguyễn thì thấy chắc cũng nít quen quen thôi, kệ kết bạn đại đi chắc không có bầu đâu hen. Toàn trai không trời, bọn trai lạ không nữa chứ phải trai quen nữa. Ừ Cẩm Tiên Nguyễn anh mới kết rồi đó nha. Anh ơi vụ gì Hồng Vân? Kiểu gì? Có từ trưa. Từ trưa cái gì, từ trưa mới tạo ạt hồi chiều, có từ trưa xạo biết quen à. Thôi để tối lết bạn anh ơi, giờ phản biện anh ơi. Phản biện có ai đưa đạn đâu, phản đâu ai đưa vụ gì, ai đưa có ai đưa hàng gì không phản biện cho. Hồi chiều hồi hồi sáng mình post cái caption đó, ủa một cái status đó các bạn, bắt đầu mấy má vô mấy má comment dài là biến động luôn á, thiệt á. Bây giờ mấy má muốn gì vô đây nè, thấy không, mình chơi đi, mấy má comment dài quá, nhiều khi cũng muốn trả lời lắm không thời gian nhắn mấy em chịu không nổi. Sáng thì chưa ăn gì đói cho như chó sói luôn. Chào anh áo đỏ, chào em. Accept friend đi kìa, ai đâu accept friend ai? Có ai đâu. Phạm Trinh rồi, thấy rồi. Rồi. Phải thấy mới kết bạn được chứ không thấy không kết bạn được. Nít là lạ đâu biết ai đâu, vô gửi sát thủ rồi sao? Mà Facebook này anh cẩn thận nha, đừng để bị hack nữa tạo Facebook mới em. Anh nhiều Facebook mà sợ gì? Chứ bây giờ nó hack anh làm gì nó giờ? Thí dụ như nó hack anh đó, nó tới trước công ty BBT á, nói là tao hack Facebook mày nè, mày có lời gì muốn nói cho tao không? Thì anh cho nó đi bệnh viện. Còn này nó hack anh nó đâu có ra mặt đâu. Thu Dương hả? Rồi thấy Thu Dương rồi. Không biết ai nhưng mà gái thì kệ chịu luôn đó nha. Ủa đâu có tiêu vậy? Đây.
tội tốc độ kết bạn rất nhanh. Như Ánh là ai? Gái là đọc tên Như Ánh có đây không? Hà Ngân để cái mặt gì thế ghê vậy? Võ Hồng Phúc hả? Hiện tại thì không thấy Võ Hồng Phúc ở đây. Xác nhận đi anh ơi, Bo Nguyễn có thấy đâu mà xác nhận. Trời ơi, con nhảy quá trời nhảy luôn nè. Ủa nhảy dữ vậy? Trời ơi, trời ơi. Cái con Hương Gorilla Phạm. Thôi thôi thôi. Má con nhỏ đó thiệt á. Nhiều khi anh lóc nó sợ nó tội nghiệp á chứ thiệt á. Anh không biết con khùng nó trên cái quan điểm gì nữa. Tự nhiên nó lấy mấy cái hình anh ra nó dìm hàng. Mà nói thiệt với tụi em, những cái hình đó ngày xưa anh úp là cái hình nào nãy là 2000 like không đó mấy em. Trời đất, có hình một thời vàng son, một thời tuổi trẻ của anh, nó lấy ra nó dìm hàng. Anh nghĩ trong đầu, má con nhỏ này nó có bị điên không trời. Hôm qua anh hỏi tụi nhân viên anh, ai mà nhìn nhỏ này coi, con nhỏ này nó bị khùng hả mày? Tự nhiên thành tao đẹp trai gì chết, nó lấy cho nó mỉa mai sự đẹp trai của tao. Con nhỏ này nó bị khùng. Cái nó hơn nhỏ nó bị điên anh ơi. Mà anh xăm chân mày lỗi em thấy hả? Nó thôi kệ mẹ nó đi mệt quá. Đàn bà gái không chắc. Không, anh không bấm kết bạn đâu bạn. Nói chung là anh thấy nít thì phải biết anh mới kết, chứ không kết bạn bậy bạ có bầu với mẹ nữa. Gặp mấy thằng phản động vô làm bạn mình nữa, mốt thì xui nữa. Nó đi nó làm gì cái vô Facebook mình thấy mình bạn với nó bỏ mẹ luôn. Anh kỹ mấy vô đó lắm em. Mở thêm mấy cái trụ sở đảng gamer nữa, thu nhập thêm đảng gamer đi, 800 ngàn tháng nha, phí. Không thấy mà, không thấy là chân Dung Nguyễn luôn á. Không thấy thiệt mà, thấy các bạn chứ để ai để em nói nãy giờ hoài. Thấy có Nguyễn, mình có Nguyễn Ngọc Châu thôi. Mà Nguyễn Ngọc Châu là ai đâu có biết đâu. Anh ơi thấy request của em không? Cathy Phạm chưa thấy, chưa thấy nha. Nói chung các bạn không thấy thì bạn qua xóa request đi, cái bằng request lại cho nó nhảy lên đầu mới thấy được, chứ giờ nhiều khi nó nhảy nhanh quá không thấy nằm đâu hết bạn ơi nha. Không, nó nói thiệt á, thông cảm nhau một xíu nha, chứ giờ nó đông quá. Kết bạn đi anh ơi, biết ai em kết, kết bạn rồi có bầu thấy mẹ nữa. Kết bạn với em đi, giờ nãy thấy em chưa trình bày rồi chạy mất tiêu luôn rồi Quân Lữ ơi. Võ ông Phúc hồi nãy cũng thấy em mà em không nói vậy chạy mất tiêu luôn rồi. Gì? Anh đợi anh like còn hơn đợi chồng. Chồng em chán rồi, anh hàng hot. Đương nhiên phải khác rồi đúng không? Đọc tên em rồi mà không mà xếp. Hồi nãy thì không thấy em comment, giờ chạy mất tiêu nữa rồi. Tại vì một cái giới hạn, một cái kết bạn nó hiện ra chừng được 20 người à. Xong rồi nó chạy mất tiêu chứ bộ. Thấy em chưa? Thấy Cường Best Nguyễn nè, thấy Cường Oscar tao đưa hết nè. Nguyễn Hữu Thắng hả? Nguyễn Hữu Thắng không thấy. Fake của hết like được rồi anh. Fake cũ hết like được rồi, ừ fake cũ anh hết like được rồi nghe. Em ở Lê Dân Khương mốt có dịp rồi anh ơi. Ừ Lê Dân Khương đang xây bến mà. Thấy nhà anh đào móng chưa? Lê Dân Khương thấy nhà anh đang đào chưa? Cathy đâu thấy đâu nè, thấy Như Ánh nè, confirm cái, ok xong nhánh nha. Sao bị chặn like thế anh? Tại anh like nhiều quá, nó nói anh đẹp trai, like nhiều sắc gái, nó chặn mẹ anh luôn rồi. Đau thiệt. Đấy, thằng Facebook, Quân Lữ thấy rồi, chấp nhận Quân Lữ luôn, chết mẹ chấp nhận lộn thằng kia. Má chạy nhanh quá, chấp nhận lộn thằng nào ơi. Ờ có thằng tên nít con cu nữa. Võ Hồng Phúc hồi nãy phải không ta? Phải Võ Hồng Phúc nãy không? Thường Nguyễn không thấy nha. Thường Nguyễn Bo Nguyễn nữa nè. Em trúng độc phản động. Em xem anh phản biện kéo chồng em về. À chồng em trúng độc hả? Mẹ chồng em trúng độc phản động. Đỡ nó trúng độc tình em ơi. Mỗi chừng nó hai độc lượt luôn á. Giờ này một tin phản động mẹ thua luôn á thiệt á. Ví dụ hồi xưa ngu ngu còn tin được. Anh nói thiệt, nói nhìn chửi nào nó buồn, nó ngán chịu chứ. Mẹ nó phản động, ví dụ lúc mà nó mới ra đó thì nghe nó lạ lạ. Thí dụ giống như thời của anh Duy Nguyễn đi. Thời anh Duy Nguyễn là thời nhiêu ta?
thời tao theo Phản Động là thời khoảng trước 2012 á, nó thông tin nó hot đúng không, thông tin nó lạ, nào là bullshit Tây Nguyên này nọ, lúc đó cái trình độ gì đời của mình chưa có hiểu quá, chưa có cao, mình nghe được phỏng nó bullshit Tây Nguyên, người mốt bùng đỏ nó kéo về nó đổ hết miền miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, chết mẹ cho miền Nam sao trời, vậy mà cũng ký cho được nữa hà, đó nó khác. Còn bây giờ hiện đại quá rồi, bây giờ thông tin nó quá nhiều luôn đúng không, phải biết sàng lọc thông tin, phải biết chắt lọc thông tin, mà muốn biết gì biết thứ nhất phải học giỏi những môn xã hội đúng không, văn sử địa vậy đi. Còn bạn mà đã thí dụ như dốt dốt mấy cái môn đó rồi á thì các bạn làm ơn kiếm mấy sư phụ mà theo nha, má theo trúng sư phụ Phản Động mà thua luôn à. Mà lúc mới ra đưa mới tin giật gân bộ ba ơi, đưa mới tin gì bán đất cho Tàu, bán nước cho Tàu gì đó, cách đây 10 năm là có rồi đó, xong rồi giờ hả cũng mấy chiêu cũ không có chiêu gì mới hết. À Thái Thượng Nguyễn rồi nha, confirm nên nói thiệt á, xong rồi bị đặt nó đưa mấy câu sáo rỗng rồi má nhỏ vậy mà nhỏ tao nghe tao cũng hay, mày đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm, câu này anh Duy Nguyễn đã chứng minh nó luôn đúng cho mọi đối tượng rồi nha, không đi gì cộng sản cộng hòa gì á, cộng nào cũng đúng câu này hết á, hãy nhìn vô cái việc người ta làm đừng nghe gì người ta nói ok. Còn khi mà bạn nhìn người ta làm đúng quá rồi á thì mặc định á là người ta nói cũng ok luôn, nên giống Duy vậy đó, Duy gì ha, bạn không nhìn Duy làm, bạn nghe Duy nói hay cũng là có đồ trust rồi. À, Bảo Bố Bình Hà Ngân đúng không, Hà Ngân nãy như có đi có comment phải không, ta thấy Hà Ngân rồi đó, à thấy Bảo Bố Bình rồi, chị chấp nhận Bảo Bố Bình luôn hả, nó chạy đầu tiên Bảo Bố Bình rồi, xui quá, đây thấy rồi, thấy Bảo Bố Bình rồi. Chào em, cái gì anh đẹp trai, chào em. Hồ Hồ Hoàng Anh hả? Nó thì không thấy mày luôn á, thấy đây Cathy Phạm thấy rồi. Hà Ngân đúng không? Quốc gái luôn đi, thấy gái rồi dễ dễ khỏi hỏi. Có nhiều xui xui trúng mấy nhọn gái Phản Động thấy mẹ nữa. Như cái thằng nào nó yêu đúng con Phản Động vợ tù luôn. Thường Nguyễn, Hồ Hoàng Anh thấy rồi nha, thấy Hồ Hoàng Anh, thấy Hồ Hoàng Anh rồi nha. Nhìn nhìn bây giờ anh thấy cuộc sống làm những gì không hiểu hỏi gì luôn á.